và được nhảy theo phong cách super dance. Em xin mời các bạn vào đón xem. Nếu các bạn thích những video của em, mong các bạn hãy ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em và đón xem những video mới nhất từ kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bạn. Và em xin phép bắt đầu. Bài nhảy này bao gồm sẽ có 4 tổ hợp nhảy và khi nhảy chúng ta sẽ quay theo một hướng. Em sẽ quay như này để hướng dẫn chậm cùng hướng với các bạn. Và đến cuối video em sẽ bật nhạc lên để nhảy một nhịp cùng hướng với các bạn. Mong các bạn hãy cố gắng xem hết video để có thể nhảy cùng với em nhé. Em sẽ bắt đầu đến với tổ hợp nhảy đầu tiên. Đến với tổ hợp nhảy thứ nhất, chúng ta sẽ đến với phần đá sút chéo chân tiến lên. Và chúng ta sẽ đá chân phải tiến chéo lên phía trước, sau đó chân trái chúng ta sẽ đá lùi lại phía sau. Chúng ta sẽ đến một chúng ta sẽ đá chân phải tiến lên, chân trái đá lùi xuống. Sau đó chúng ta sẽ đến và vào ở đây sẽ là dừng lại. Hai, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đá chéo chân trái tiến lên phía trước, chân phải chúng ta sẽ đá lùi xuống phía sau. Hai, đến đây chúng ta lại tiếp tục đá tiếp và động tác này chúng ta sẽ đến một lần tám nhịp bắt đầu. Và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Bây giờ em sẽ hướng dẫn chậm lại một nhịp nữa cho các bạn dễ học. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Tiếp theo em sẽ nhảy nhanh hơn một chút để khớp với nhạc. Các bạn hãy chú ý theo dõi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Và động tác đá chéo chân nó sẽ có 3 động tác. Động tác thứ nhất sẽ là động tác đá chéo chân tiến lên. Động tác thứ hai sẽ là đá chéo chân lùi xuống. Và động tác thứ ba sẽ là đá chéo chân đứng nguyên tại chỗ. Một hai hôm nữa em sắp xếp được công việc, em sẽ quay riêng một video về đá, cách đá chéo chân trong sút màu đen để các bạn học cho dễ. Và em sẽ tiếp tục đến với tổ hợp nhảy thứ hai. Đến với tổ hợp nhảy thứ hai, chúng ta sẽ đến với động tác trượt bay trong điệu sút màu đen. Và khi kết thúc nhịp một, chúng ta đang để tư thế chân trái chéo lên trên, chân phải ở phía sau. Chúng ta sẽ nhảy chân trái xuống hai nhịp, dậm chân phải xuống một nhịp và chân trái xuống bốn nhịp. Chúng ta sẽ dậm chân phải xuống hai nhịp. Động tác này chúng ta sẽ đến hai lần tám nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4. Chúng ta sẽ đổi bên. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Em sẽ hướng dẫn chậm lại một nhịp nữa để các bạn học cho dễ. Chúng ta đang đứng ở tư thế chân trái tiến lên, chân phải phía sau và chúng ta sẽ nhảy chân phải lên. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, em sẽ nhảy nhanh một nhịp từ tổ hợp thứ nhất đến tổ hợp thứ hai, khớp với nhạc để các bạn nhảy cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ 3. Đến với tổ hợp nhảy thứ 3, chúng ta sẽ đến với động tác đá hất chéo chân lên cao. Và động tác này chúng ta sẽ đếm một lần 8 nhịp bắt đầu. Chúng ta sẽ đá chân phải lùi ra phía sau và đá hất chân trái chéo lên phía trước. 1 và 1 chúng ta sẽ đá chân phải xuống nằm trụ, chân trái chúng ta sẽ đá hất lên. Sau đó chúng ta sẽ trở về, chúng ta đếm và 2, 3, 4 chúng ta sẽ đổi bên.
sang bên trái và chúng ta sẽ đá hất chân phải chéo lên, chân trái sẽ đá lùi về sau. 3 và 4. 5, 6 chúng ta cũng sẽ làm tương tự. 5 và 6. Đối bên 7 và 8. Và bây giờ em sẽ đá nhanh hơn một chút và kết hợp tay cho các bạn xem. Khi chúng ta đá chân lên 1 và 2, chúng ta sẽ kết hợp tay 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tuần cánh thứ 4. Chúng ta sẽ đến với động tác đá chân xoay tròn trong súc vào đen. Động tác này chúng ta sẽ để ngang hai tay sang hai bên, sau đó sẽ lấy chân phải đặt trụ và sẽ nâng chân trái lên. Chúng ta sẽ xoay 4 nhịp vòng sang bên trái trước, sau đó chúng ta sẽ đổi bên và vòng trở về. Trong khi xoay, chúng ta sẽ giơ gót chân phải lên và chúng ta sẽ lấy lực sang, lấy lực xuống mũi chân và chúng ta sẽ xoay bàn chân trái. 1, 2, 3 và 4. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên, chúng ta sẽ lấy chân phải xoay và chân trái chúng ta sẽ giơ gót lên và chúng ta sẽ xoay. 5, 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ xoay nhanh hơn một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Khi các bạn xoay, các bạn hãy dồn lực vào cái bàn chân và các bạn sẽ đẩy người. Các bạn sẽ đẩy người của các bạn đi. Đó, các bạn sẽ đẩy người của mình đi. Đó, chúng ta sẽ đẩy người. Chúng ta sẽ đẩy người theo cái lòng bàn chân và cái chân trụ của chúng ta sẽ tự xoay theo cái lực đẩy của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung điệu nhảy trong nhịp nhạc chờ và chúng ta sẽ đến với động tác đi bộ tiến lên. Động tác này chúng ta sẽ đếm một lần 8 nhịp bắt đầu và chúng ta sẽ bước chân phải lên trước. Sau đó sẽ bước chân trái và lùi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ đứng nghiêng người và đá chân phải ra 3 nhịp, đồng thời sẽ để hai tay trước bụng và sẽ hất tay ra cùng với chân. 1, 2, 3, 4 chúng ta sẽ trở về và đối bên. 5, 6, 7 và 8 chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp theo em sẽ nhảy chậm lại một nhịp từ đầu bài đến cuối bài và em sẽ kết hợp cả tay cho các bạn học theo. Chúng ta bắt đầu. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Đến đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với tổ hợp nhảy thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, đến với tổ hợp nhảy thứ ba. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đến với tổ hợp nhảy thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ bổ sung điệu nhảy trong nhịp nhạc chờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi,
Các bạn đừng quên hãy ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em.
và tạo thêm cho em động lực để em có thêm động lực làm ra các video như vậy để mấy lần sau được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.